Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng con biết chắc rằng Chúa Ngài đã dắt chúng con đến đây, trong giai đoạn này, trong vị trí này, trong cuộc đời của chúng con. Thì Ngài sẽ tiếp tục dẫn đưa chúng con trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa vì những trải nghiệm, Chúa dắt đưa chúng con đi qua những kinh nghiệm của đồng vắng, của hang sâu. Chúng con từng trải như David đã trải qua, như Joseph đã trải qua. Nhưng mục đích Chúa Ngài biến chúng con trở nên giống như Chúa hơn mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng đã ban khải tượng, cũng là đấng sẽ giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể thấy khải tượng nó được ứng nghiệm trên cuộc đời của chúng con. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa chính là lời mời để chúng con tiếp tục đồng hành với Chúa. Và chúng con sẽ thấy những việc lớn lao Chúa sẽ làm xuyên qua cuộc đời của chúng con. Xin ở với chúng con và tiếp tục dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài, để chúng con mỗi ngày được trở nên giống như Chúa càng hơn, chuẩn bị sẵn sàng để chúng con có thể rao giảng sứ điệp cứu rỗi của Chúa và hướng dẫn nhiều người trở lại trong sự công bình của Ngài, để được phước và làm nguồn phước cho muôn người. Tạ ơn Chúa với chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta nhiều điều phước hạnh. Anh chị em, như tinh thần của mỗi buổi tối thứ tư bởi nhóm giữa tuần của chúng ta, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì những việc chúng ta kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sự đáp lời của Chúa cho những điều chúng ta cầu xin, hoặc là những dạy dỗ tươi mới mà chúng ta nhận được là trong ơn của Chúa, là những phép lạ Chúa làm ở trên cuộc đời của chúng ta. Xin tại dòng bình luận, anh chị em cũng có thể góp phần để chúng ta dâng lời cảm tạ cho Chúa của chúng ta đấng yêu chúng ta và đã làm những điều kỳ diệu của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Để anh chị em cùng trong lớp học của chúng ta ở tại đây và ở khắp mọi nơi có thể cùng amen với chúng ta, để chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa để biết rằng Cha luôn hiện diện với chúng ta. Dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào, khi chúng ta kêu cầu, Chúa luôn can thiệp và làm những công việc kỳ diệu của Ngài. Cảm ơn Chúa. Như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu, chúng ta sẽ bắt đầu môn học về cuộc đời của Joseph, để chúng ta được trang bị, trở nên những người lãnh đạo, có thể đứng vững, kiên trì, bước đi với Đấng Christ một cách kiên định, ngày càng tăng trưởng và trung tín với mục tiêu mà Chúa Ngài đã đặt cho cuộc đời của chúng ta. Để rồi qua đó, qua linh trình này, chúng ta vừa kinh nghiệm Chúa, vừa được phước và làm nguồn phước cho những người lân cận của chúng ta. Và như Joseph tại đây, bởi sự trung tín của ông, không làm cho mình bị ô uế, phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài đã ban phước, ông đã có thể ứng nghiệm khải tượng mà Chúa Ngài cho trong đời sống của ông, cứu dân Israel ra khỏi sự chết mất trong cơn đói kém, để rồi họ được Chúa Ngài ban phước trở nên các trưởng tộc cho tuyển dân của Chúa. Thật là một vai trò, thật là một công tác hết sức là đặc biệt. Và khi chúng ta học điều này, xin Chúa Ngài cũng cho chúng ta thấy hình ảnh chúng ta có thể là những Joseph của ngày hôm nay. Để Chúa cho chúng ta đi trước và trong sự cứu rỗi của Chúa, vào trong phước hạnh của Chúa, để rồi chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta giúp đỡ cho những người thân thương của chúng ta, những người lân cận của chúng ta. Cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy tên của ông có nghĩa là cầu xin Ngài ban thêm, hoặc là làm gia tăng. Như Sáng Thế Ký chương 30 câu 24. Ông là con trai thứ 11 của Jacob và là con trai đầu tiên của Rachel. Và chúng ta biết rằng người vợ mà Jacob yêu thương nhất. 12 con trai của Jacob và mẹ của họ được ghi lại cho chúng ta như sau. Chúng ta thấy từ nơi Lea là chị của Rachel, chúng ta thấy đã sinh cho Jacob Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zabulon, Dina, con gái của bà. Rồi chúng ta thấy từ nơi người hầu gái của Rachel là Bila thì hai người con khác được sinh cho Jacob, đó là Dan và Naphtali. Rồi Sinba, người hầu gái của Lea nữa, chúng ta thấy đã sinh cho Jacob Gad và Aser. Còn Rachel, người mà Jacob rất yêu mến, sinh cho ông hai người con trai út, đó là Joseph và Benjamin.
thì chúng ta thấy rằng trải qua các thế hệ, Joseph là một trong những cái hình mẫu lý tưởng nhất, đem lại cái nguồn cảm hứng cho những người trẻ cũng như là những người lớn tuổi. Tôi nhớ trong giai đoạn chuẩn bị trong sự học việc Chúa, thì có cơ hội để học về cuộc đời của Joseph nhiều lần và rút tỉa nhiều bài học lớn lao từ nơi cách mà ông đối diện với những thách thức khó khăn, phản bội trong đời sống, thì giúp đỡ và dạy dỗ tôi rất nhiều. Joseph cũng là tấm gương cho sự trong sạch và thánh khiết, cùng với đức tính của sự khôn ngoan và sức mạnh có mục đích, khiến ông trở thành một trong những lãnh đạo xuất sắc nhất ở trong nhân loại. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Joseph. Ông là một trong những ngôi sao sáng nhất ở trong lời của Đức Chúa Trời, thể hiện cho chúng ta thấy sự chiến thắng và chống lại sự cám dỗ tội lỗi, bất chấp ở trong hoàn cảnh nào, dù ở trong nhà của cha, được cha yêu mến, hay là giữa các anh em của mình, hay là bị chụp mũ bởi bà chủ mà chúng ta thấy vợ của Phô-ti-pha đã làm, hoặc là ông bị lãng quên sau khi ông giúp đỡ cho hai vị quan của Pha-ra-ôn, mà chúng ta thấy rằng họ hứa rằng họ sẽ nhắc nhở đến ông, nhưng mà chúng ta thấy rằng khi một người được phục hồi lại chức vụ của mình, thì chúng ta thấy họ đã quên ông. Nhưng mà trong mọi hoàn cảnh, Joseph đã bày tỏ cho chúng ta thấy một kiểu mẫu, một người có thể đứng vững vì mình là người có khải tượng. Và đây là một trong những điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có khải tượng, khi chúng ta chọn sống đời sống kính sợ Chúa, thì chúng ta thấy rằng có những điều chúng ta cần bảo vệ tấm lòng của mình, như trong ngôn chương 4 câu 23 đến 27 dạy như thế này: hãy cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con hướng thẳng trước mặt con. Hãy săn bằng các nẻo của chân con để mỗi đường lối của con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay là bên trái, phải giữ chân con khỏi chốn gian tà. Ở đây chúng ta thấy vua Solomon ở tại đây được nhắc nhở bởi đấng khôn ngoan, nhắc nhở để ông giữ tấm lòng của ông hơn hết. Vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ đối diện với những điều có thể làm cho chúng ta bị đánh ngã, và tấm lòng của chúng ta có thể sinh ra sự cay đắng và làm cho chúng ta mất ơn Chúa. Cho nên lời của Chúa ở đây dạy hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. Một trong những điều mà tôi học hỏi và đi đến kết luận đó là ma quỷ nếu nó không trực diện để tấn công chúng ta được mang lại kết quả, thì nó sẽ làm một công việc, đó là nó sẽ gửi những con người hay là nó xách động những con người để đem lại cho chúng ta những điều tổn thương. Và nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ cay đắng, thì điều đó sẽ làm cho chúng ta mất sự ngọt ngào trong bước đường đi theo Chúa, và đời sống của chúng ta có thể trở nên cái gốc rễ của sự ô uế, mà người bị rễ đắng cầm giữ thì có thể làm ô uế những người lân cận của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng một trong những chiến thuật của ma quỷ là nó sử dụng những người lân cận để gây cho chúng ta những đau khổ, với mục tiêu là cướp đi chúng ta niềm vui, sự sống của sự cứu rỗi ở trong ơn của Chúa. Roma chương 8 câu 28 đến 29 cũng dạy chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì những người mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng ở giữa nhiều anh em. Chúng ta thấy ở tại đây lời của Chúa dường như là mặc nhiên công nhận với chúng ta. Có rất là nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta nó có thể diễn ra, nhưng mà chúng ta thấy đó là có những điều xấu, có những cái kinh nghiệm rất là khó khăn cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta nhận biết một điều là có một Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể hiệp lại tất cả những điều đó để trở nên lợi ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Vì mục tiêu là qua cái sự truy luyện này, thì đây là mục tiêu của Chúa. Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy được làm con trưởng ở giữa nhiều anh em. Bởi ơn của Chúa, Ngài giúp đỡ để chúng ta vượt qua. Và trong cái tiến trình truy luyện, thử thách này, thì mục tiêu của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta mỗi ngày một trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn, giống như anh cả của chúng ta, giống như thầy của chúng ta, giống như Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta cần
được lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, để khi chúng ta ở giữa những bão tố của đời sống, ở giữa những thử thách, giữa những sự tấn công, ganh tị, ghen ghét của những người lân cận, thì chúng ta có thể đứng vững và chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Jeremy chương 29 câu 11 cũng dạy cho chúng ta, Đức Giê-hô-va phán: vì chính ta biết chương trình mà ta đã định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì có một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng vẫn nắm quyền tẩy trị. Ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta, bởi vì Ngài có một chương trình cho chúng ta, Ngài có một kế hoạch cho chúng ta. Và một khi chúng ta nhận biết và có được khải tượng này, đó là rồi chúng ta sẽ đến được mục tiêu, chúng ta sẽ đến được cái vạch cuối của cuộc chạy đua của chúng ta, của linh trình của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng ý định của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta sự bình an chứ không phải là tai họa. Tôi sẽ giúp đỡ cho chúng ta ở trong những lúc bão tố mây mù, thì chính cái khải tượng của Chúa và kế hoạch của Chúa cho đời sống của chúng ta đó, nó như một sợi dây thừng, nó cột chặt vào ở trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta có thể lần bước theo khải tượng này, mà giữa cái khung cảnh của mây mù đó, chúng ta vẫn có thể tấn tới được, bởi vì tương lai của chúng ta đã được cột chặt ở trong kế hoạch tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để cho các con một tương lai và một hy vọng. Đối với chúng dân của Chúa, chúng ta biết rằng lời này đã cho thấy họ sẽ trải qua những sự khó khăn. Nhưng mà biết chắc một điều, đó là vì họ là tuyển dân của Chúa, và khi họ quay trở lại với Chúa, Chúa có quyền để có thể giúp đỡ cho họ kinh nghiệm được phước hạnh một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ theo học về cuộc đời của Joseph dựa trên một cái dàn bài mà chúng ta có thể thấy từ đây. Tối hôm nay chúng ta sẽ xem những năm đầu của cuộc đời của Joseph, rồi giai đoạn ông bị bán làm nô lệ và trong nhà của Potiphar. Rồi tuần tới chúng ta sẽ học phần còn lại. Ông ở trong tù, ông được cất nhắc lên làm người cai trị xứ Ai Cập. Rồi cái giai đoạn phước hạnh, ứng nghiệm lời tiên tri và khải tượng mà Chúa đã cho ông thấy trong giấc chiêm bao, đó là ông được đoàn tụ với gia đình của mình và những năm cuối của cuộc đời của ông. Chúng ta suy nghĩ buổi tối hôm nay về những năm đầu của cuộc đời của Joseph. Chúng ta tìm thấy trong Sáng Thế Ký chương 37 từ câu 1 cho đến câu số 17. Tôi xin đọc những lời này, rồi chúng ta sẽ rút tỉa những bài học mà chúng ta thấy được trong những năm đầu của cuộc đời của Joseph. Gia-cốp ở tại Canaan là xứ mà cha của ông đã tạm cư. Đây là câu chuyện về dòng dõi của Gia-cốp. Bây giờ Joseph ở tuổi 17 thường đi chăn chiên với các anh của mình. Cậu kết bạn với các con của Bila và Sinba, hai vợ của cha mình, và mách lại với cha những chuyện không hay của họ. Israel yêu thương Joseph hơn bất cứ người con nào khác, vì cậu là con muộn của mình, nên may cho cậu một cái áo tròn dài, dài tay, nhiều màu sắc. Khi các anh thấy cha thương Joseph hơn họ, thì sinh lòng ghen ghét và không thể nói năng tử tế với cậu được. Câu số 5, một đêm kia, Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe, nên họ càng thêm ghen ghét. Joseph nói: xin nghe em kể giấc mộng này mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh đều tụ hợp chung quanh và cúi rạp xuống trước bó lúa của em. Các anh bảo: vậy mày định cai trị chúng ta à? Mày sẽ thống trị chúng ta thật sao? Họ càng ganh ghét Joseph hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói. Câu số 9, một lần khác, Joseph lại nằm mộng và cũng thuật cho các anh. Cậu nói: em có một giấc mộng nữa, em thấy mặt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao đều cúi rạp xuống ở trước mặt em. Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh của mình nghe, thì cha cậu quở trách và nói: giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì vậy? Có phải là cả cha, mẹ và các anh đều phải cúi rạp xuống trước mặt con không? Các anh ganh ghét cậu, còn cha cậu ghi nhớ điều đó. Một hôm, các anh Joseph đi chăn các bầy súc vật của cha tại Sikem. Cha Israel bảo Joseph: các anh con đang chăn bầy tại Sikem, phải không? Lại đây, để cha sai con đi đến với các anh con. Joseph thưa: dạ, có con đây. Israel bảo: con hãy đi xem các anh con ra sao, các bầy súc vật thế nào, rồi về báo cho cha biết. Từ thung lũng Hebron, ông sai Joseph đi. Khi Joseph đến Sichem, có một người gặp cậu đi lạc ở trong đồng ruộng và hỏi cậu đi tìm gì vậy. Cậu trả lời: tôi đi tìm các anh tôi, xin vui lòng chỉ giúp tôi họ chăn bày ở đâu. Người ấy nói: họ đã đi khỏi đây rồi, vì tôi có nghe họ nói
chúng ta hãy chuyển đến Đô Thang. Và Joseph tìm theo các anh và gặp họ tại Đô Thang. Chúng ta tại đây thấy nơi của họ đang sinh sống, đó là tại Hebron trong xứ Canaan. Và lúc bây giờ thì Joseph chỉ mới 17 tuổi, chúng ta để ý đến điều này. Ông chỉ mới 17 tuổi. Tấm lòng của Joseph thì chúng ta thấy tại đây ngay thẳng và trung thực. Ông đã làm một công việc khiến các anh rất ghét, đó là ông thuật lại những điều xấu của các anh. Và lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy rằng các anh cùng cha khác mẹ đó, là con trai của Bila và Sinban. Thuật lại điều xấu cũng là cái trách nhiệm của chúng ta, như lời của Chúa dạy trong Lê Vi Ký chương 5 câu số 1. Thì chúng ta là những người sống trong sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta để ý đến. Và chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta được ân sủng của Chúa bày tỏ trên đời sống của chúng ta, thì có thể chúng ta phải đối diện với những sự ganh ghét. Joseph được chọn làm người thừa kế, biểu hiện qua chiếc áo choàng nhiều màu sắc, có tay dài. Áo choàng nhiều màu có thể là một cái hình ảnh để cho chúng ta thấy rằng có một cái thiết kế rất là quý giá, cho thấy được cái sự yêu thương mà cha của ông dành cho ông. Nghĩa là ông là người con được cha yêu quý, và nó đã biệt riêng ông, phân biệt ông là người thừa kế. Có điều gì đó trong đời sống và phẩm cách của Joseph khiến cho ông có đủ cái phẩm chất được cha mình chọn làm người thừa kế. À, chắc chắn rằng ngay từ nhỏ thì Joseph đã bày tỏ ra được những cái nét đặc biệt mà cha rất là vừa lòng. Vì có điều này các anh của ông đố kỵ và ganh ghét ông. Vì chúng ta để ý đến cụm từ họ không có một lời lẽ tốt đẹp nào để nói với ông được. Có nghĩa là khi họ nói chuyện với ông, chắc có lẽ là những lời của họ rất là độc ác, rất là lạnh lùng đối với Joseph. Chúng ta thấy điều đó, ông đã phải đối diện với điều này ngay từ lúc ông chỉ mới 17 tuổi. Rồi chúng ta thấy thêm nữa, cái giấc mơ của Joseph từ câu 5 cho đến câu số 11. Giấc mơ của Joseph là những mặc khải từ Đức Chúa Trời về sự kêu gọi và mục đích của Ngài trên đời sống của ông. Chúa Ngài đã định Joseph một ngày sẽ ở trong cái vị trí rất là đặc biệt. Chúa cho ông thấy cái khải tượng của cuộc đời của ông, là ông sẽ không giống như các anh của mình, nhưng ông sẽ được đặt ở trong một vị trí rất là cao trọng. Và đây là một cái khải tượng từ nơi Chúa. Và Joseph chắc chắn rằng ông đã để trong lòng của mình cái giấc mơ này. Giấc mơ của Joseph, chúng ta thấy giấc mơ thứ nhất. Ông Joseph, ông và các anh em của mình đang ở trong đồng ruộng, đang bó lúa. Thì ông nói rằng bó lúa của ông đứng thẳng lên, và các bó lúa của anh của ông đứng chung quanh cúi xuống trước bó lúa của ông. Điều này có nghĩa là một ngày nào đó Joseph sẽ cai trị trên họ. Ông sẽ ở trong cái vị trí có thể chu cấp cho họ. Ông ở trong cái vị trí mà khi họ gặp ông, ra mắt ông, thì họ phải cúi xuống họ mới có thể gặp ông được. Đây là một cái sự mặc khải từ nơi Chúa, một cái khải tượng về cuộc đời của ông mà chúng ta thấy rằng đã được bày tỏ ra trong giấc chiêm bao. Và điều mà chúng ta để ý tại đây đó là Joseph kể điều này cho các anh em của mình và họ càng ghét ông hơn. Có bài học mà chúng ta có thể rút tỉa được ở tại đây, đó là có những người mà chúng ta biết rằng khi họ nghe những cái khải tượng, những điều mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy về cuộc đời của chúng ta, hay là thấy ơn của Chúa trên đời sống của chúng ta, thì sẽ có cái sự ganh tị đối với chúng ta. Đây là một cái điều rất con người mà chúng ta cần phải để ý, bởi vì chúng ta sẽ đối diện với những điều này trong đời sống. Con người, nhất là cùng lứa, cùng trang lứa, cùng một đẳng cấp. Và khi cái người đó được cất nhắc, cái người đó được ban ơn, cái người đó được chọn cho một cái vị trí đặc biệt, thì những người cùng lứa sẽ có một cái sự ganh tị. Điều khác mà chúng ta có thể thấy tại đây đó là Joseph ông không để ý đến việc là các anh của ông có thể không thấy, chưa thấy được khải tượng đó. Cho nên ông đã chia sẻ hơi sớm về những điều mà Chúa đã cho ông thấy. Giấc mơ thứ hai, chúng ta thấy Joseph đã nằm mơ. Đó là mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao quỳ xuống ở trước mặt ông. Mặt trời tượng trưng cho cha ông, mặt trăng tượng trưng cho mẹ của ông, và 11 ngôi sao tượng trưng cho các anh em của ông. Có nghĩa là ông sẽ có sự nổi bật hơn họ. Và một lần nữa, chúng ta thấy rằng họ phải cúi xuống ở trước ông. Các anh em ganh ghét và đố kỵ ông. Nhưng mà chúng ta để ý đến tại đây, đó là cha của ông ấy, thì giữ cái điều đó ở trong lòng. Với Gia-cốp,
cũng là con người đã từng có những chiêm bao và nhận được những lời hứa từ nơi Chúa cho tương lai của mình. Thì chúng ta thấy rằng Gia-cốp ông đã bắt được làn sóng. Đó là Đức Chúa Trời ngài có ý định để ban phước ở trên đời sống của ông. Cho nên các anh của Gia-cốp thì chúng ta thấy rằng ganh ghét đố kỵ. Nhưng mà cha của ông thì giữ điều đó trong lòng. Một điều mà chúng ta được học được và nhắc nhở tới đây cũng rất là quan trọng về cách Đức Chúa Trời ngài phán dạy và mặc khải cho chúng ta. Chúng ta thấy giấc mơ được lặp lại. Có hai giấc mơ từ nơi Đức Chúa Trời có cùng một ý nghĩa. Điều này có nghĩa là trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời thì ngài có một cái nguyên tắc mà chúng ta có thể rút tỉa được lời của Chúa dạy: cứ đôi người làm chứng thì việc được kiên lập. Thì Đức Chúa Trời ngài phán với chúng ta cần làm quen với điều này, là Chúa ngài sẽ lặp lại cái điều mà ngài phán với chúng ta. Như chúng ta thấy tới đây, Joseph thấy hai giấc mơ cùng một ý nghĩa nhưng mà hai giấc mơ khác nhau. Rồi chúng ta sẽ thấy ở trong cuộc đời của Joseph thì Pharaoh vua của xứ Ai Cập cũng thấy có hai giấc mơ nhưng mà cùng ý nghĩa về 7 năm được mùa và 7 năm hạn hán thất mùa. Là chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thì Chúa ngài mặc khải thì ngài thường lặp lại để cứ đôi người làm chứng thì việc được kiên lập. Xin chúng ta nhớ điều đó. Chúng ta cũng để ý đến tại đây, Joseph là một người con vâng lời. Ông đã trung tín với những gì ông nhận được và ông đặt cái tương lai của mình ở trong cái phước hạnh đó. Một trong những điều mà tôi học được, anh chị em cần nhớ điều này, có thể ghi chép xuống cái tinh túy của sự việc ở tại đây. Đó là khi chúng ta đã thấy được những điều Đức Chúa Trời ngài bày tỏ cho chúng ta, rồi trong cuộc sống chúng ta thấy những điều trong hiện tại mà nó khác hơn với những điều mà chúng ta đã thấy trong sự mặc khải, trong khải tượng của Chúa, thì những chuyện hiện tại của chúng ta dù nó có đen tối như thế nào, chúng ta biết rằng nó là những chuyện tạm thời. Rồi nó sẽ qua đi. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của sự mặc khải từ nơi Chúa. Những gì chúng ta đã thấy, nếu những điều chúng ta đang thấy mà nó không giống như những điều Chúa đã cho chúng ta thấy, thì chúng ta biết chắc một điều rằng những điều chúng ta đang thấy nó sẽ qua đi. Bởi vì những điều mà Đức Chúa Trời ngài bày tỏ cho chúng ta là những điều đến từ chương trình kế hoạch từ nơi Chúa. Dù trước mắt của chúng ta thấy dường như không có một con đường nào, Đức Chúa Trời ngài là đấng mở đường, ngài có thể mở cho chúng ta. Dù trước mắt của chúng ta là những chuyện rất đen tối, thì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng có thể làm phép lạ, ngài sẽ làm phép lạ, ngài sẽ can thiệp trong đời sống của chúng ta. Cho nên những gì chúng ta thấy trước mắt mà nó không giống như những điều Chúa đã cho chúng ta thấy, hãy an tâm và biết rằng những chuyện chúng ta đang đối diện sẽ qua đi. Bởi vì Chúa ngài đã mặc khải cho chúng ta. Điều đó dắt chúng ta đến những bài học quan trọng. Thứ nhất đó là có khải tượng từ Chúa. Khải tượng là gì? Khải tượng là kết quả của việc Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta và ban cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tương lai, về kế hoạch của ngài cho đời sống của chúng ta và cõi đời đời của chúng ta. Đây là điều rất là quan trọng. Mỗi người trong chúng ta hãy nhận cái khải tượng mà Chúa ngài cho cuộc đời của chúng ta. Có một trong những cái kỷ luật rất là quan trọng mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta là chúng ta cầu nguyện và hết lòng xin Chúa ngài cho chúng ta thấy được khải tượng của Chúa cho cuộc đời của chúng ta, hay là kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Và điều đó được thể hiện ra ở trong những gì Đức Chúa Trời ngài ban và trang bị cho chúng ta. Có thể là một giấc chiêm bao, có thể là những ân tứ khả năng mà Chúa ngài đã trang bị cho chúng ta. Thì chúng ta gom lại, chúng ta thấy ân tứ khả năng và những cái đam mê, những cái ao ước của chúng ta muốn thực hiện trong cuộc đời đó, chúng ta ráp lại, chúng ta có thể thấy được điều Chúa ngài có ý định muốn thực hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Nó là chức vụ mà Chúa ngài đã định cho chúng ta. Đó là sự trang bị của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể thực hiện được những điều đó. Trên khải tượng là kết quả của việc Đức Chúa Trời ngài mở mắt và cho chúng ta thấy được về tương lai cũng như kế hoạch của ngài cho đời sống của chúng ta. Và điều này sẽ giúp chúng ta khi chúng ta cảm thấy chúng ta đối diện với những điều mà nó có thể làm tổn thương, nó có thể đi ngược lại với kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể mạnh mẽ
để chúng ta chống lại và chúng ta tiếp tục bước đi trong sự kính sợ Chúa để thấy khải tượng của Ngài được ứng nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Nên chúng ta cũng thấy được khải tượng là có một mục tiêu rõ ràng để hướng đến. Và chúng ta biết rằng, ý thức rằng Chúa có một tương lai rất lớn cho chúng ta. Thì chúng ta không để những cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày, để những chuyện của những người chung quanh vì ganh tị đối xử tệ với chúng ta, nó ngăn cản chúng ta. Vì chúng ta vững vàng tiến lên ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Khải tượng ở trong đời sống của chúng ta cũng phải được giữ ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì ở đâu không có khải tượng mà cứ tiếp tục tăng dần trong cuộc đời của chúng ta đó, thì dân sự của Chúa sẽ bị tàn lạc. Cá nhân của chúng ta cũng vậy. Khi nào chúng ta đánh mất khải tượng, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị chi phối bởi nhiều thứ khác nhau trong cuộc đời. Chúng ta sẽ nghe những tiếng gọi bên lề. Chúng ta sẽ tập chú vào những điều của đời này, thay vì chúng ta tập trung vào khải tượng mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có khải tượng. Cái giấc mơ thứ hai của Joseph có thể mang cái ý nghĩa đời đời về sự vĩ đại của ông trong cõi đời đời trên gia đình của ông. Và thật như vậy, Chúa Ngài đã ban phước và ông là người đã được Chúa Ngài cho ông đi qua Ai Cập trước. Mặc dù cái phương tiện thì chúng ta thấy rằng như là một người nô lệ bị bán làm nô lệ. Nhưng mà cái mục tiêu đó là ông trở nên cứu Chúa cho gia đình của mình. Bởi vì ông được sai phái đi trước để ông có thể cứu gia đình của mình khỏi những cái năm đói kém mà họ có thể chết đói ở tại nơi mà họ đang sinh sống. Họ cũng nhờ vào trong cuộc đời của ông Joseph mà họ đã được dời qua xứ Ai Cập, được ở trong một cái vùng đất trù phú nhất của Ai Cập là xứ Goshen. Bởi đó mà chúng ta thấy rằng có một cái sự bảo vệ cho gia đình và phước hạnh được bày tỏ ra. Cảm ơn Chúa. Hình bóng này cũng nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta. Có những chuyện xảy ra trong cuộc đời, có những cái sự phản bội, có thể có những cái chuyện chụp mũ nữa. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta vững tin nơi khải tượng của Chúa cho đời sống của chúng ta, vì chúng ta biết rằng bởi ơn của Chúa chúng ta sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ thấy khải tượng được thành ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhận lãnh khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời một cách rất là rõ ràng ở trong tấm lòng của chúng ta. Như Habacuc chương 2 câu 2 đến câu 3 cho chúng ta thấy. Đức Giê-hô-va trả lời và bảo tôi hãy chép lấy khải tượng và ghi rõ ràng trên một tấm bản để người đang chạy có thể đọc được. Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm. Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến không trì hoãn. Đây là lời xác nhận từ nơi Chúa cho chúng ta. Nên một khi chúng ta nắm được khải tượng của Chúa cho cuộc đời của chúng ta, lòng của chúng ta hãy kiên định và chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa. Tôi tin rằng khi cái sự cám dỗ của vợ của Phô-ti-pha đến cái chỗ nóng sốt nhất, thì Joseph ông có thể khước từ tuột áo chạy là bởi vì ông đã đặt để cái khải tượng này chắc chắn trong tâm lòng. Ông trả lời với bà chủ, ông không thể nào làm việc để phạm tội với Đức Chúa Trời. Ông đã được chủ giao cho tất cả trừ ra bà chủ. Cho nên ông kính sợ Đức Chúa Trời và ông có thể thắng được sự cám dỗ đó. Trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em, một khi chúng ta thấy được tương lai và ý định của Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng chúng ta một cách lớn lao, sẽ giúp cho chúng ta dám trả giá, dám khước từ những thứ mà chúng ta thấy rằng đời này có thể ném đến, cám dỗ chúng ta, lôi kéo chúng ta bước ra ngoài khải tượng đó. Có một ý niệm mà chúng ta thấy cần được nhắc nhở. Chúng ta nhớ khi Nehemi trong cái quá trình xây lại tường thành cho Jerusalem, thì những người chống đối có những lúc họ thách thức và kêu ông hãy bỏ tường thành, bỏ lỡ công việc để đi xuống với họ. Ông trả lời rằng công việc mà Đức Chúa Trời Ngài giao cho ông nó quá lớn, cho nên ông không thể nào bỏ công việc mà xuống để nói chuyện với họ. Bởi vì ông có một cái khải tượng rất rõ, ông có một cái mục tiêu rất rõ để từ xứ người ông trở về quê hương của mình để xây dựng lại tường thành của Jerusalem. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó ở trong cuộc đời của chúng ta.
Để bởi ơn của Chúa chúng ta vững vàng, chúng ta tấn tới trong phước hạnh mà Chúa ngài định cho đời sống của chúng ta là như vậy. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ đó là huấn luyện và chuẩn bị ở tại nhà. Một ở trong những cái nơi chuẩn bị và huấn luyện ban đầu cho cuộc đời của chúng ta đó là tại nhà của chúng ta, với gia đình hoặc là với người giám hộ mà chúng ta được cắt đặt. Nơi chúng ta học sự trung tín, thuận phục, vâng lời, chúng ta học tập cho trách nhiệm, chúng ta đứng ở trong sự công bình và lẽ thật, cùng nhiều điều khác nữa. Nó bắt đầu từ ở trong lúc chúng ta được huấn luyện ở trong nhà của mình. Nhìn lại, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài có kế hoạch, ngài muốn sử dụng chúng ta một cách lớn lao, thì chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có những giây phút chuẩn bị ở trong nhà của mình. Thí dụ chúng ta thấy về David, đầu tiên chúng ta thấy ông đã học về việc có trách nhiệm trung tín ở trong nhà của mình, trong việc ông trung tín chăn dắt bầy chiên mà cha của ông đã giao cho ông. Và Đức Chúa Trời ngài vừa lòng về ông. Đức Chúa Trời thấy khi Samuel được Chúa ngài sai phái đến gia đình của cha của David để sức dầu cho một người trong gia đình của cha của David để làm vua tương lai cho Israel, thì chúng ta thấy rằng Samuel đến nơi thì cha của David đã chọn các anh của ông để dắt đi qua trước mặt Samuel. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa ngài nói với Samuel rằng ngài đã bỏ qua người này, ngài đã bỏ qua người này, ngài đã bỏ qua người này. Thì đến cuối cùng thì Samuel, ông phải đặt một câu hỏi, đây có phải là tất cả những người con của ông không? Thì anh cha của ông mới nói rằng còn một đứa nhỏ, nhưng mà nó là một cái đứa đang chăn chiên ngoài đồng, nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì ngài nhìn thấy cái tấm lòng trung tín với công tác mà cha giao. David đã được huấn luyện từ ở trong nhà của mình, và Đức Chúa Trời đã chọn ông để làm những công việc phước hạnh đó, là trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa. Sự chuẩn bị và dạy dỗ đầu tiên của Chúa Giêsu cùng ở trong nhà, ở trong gia đình của Joseph, người thợ mộc. Ngài lớn lên ở trong cái môi trường đó, và ngài tăng trưởng trong ba mặt, về tinh thần, về ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời và người ta. Ngài lớn lên, thân thể càng lớn, càng khôn ngoan, đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta, trong sự giao tiếp, trong ơn ở trước mặt Đức Chúa Trời, cũng như sự tăng trưởng về thể chất. Chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài đã bày tỏ cái sự chuẩn bị ở tại nhà trong giai đoạn trước năm ngày 30 tuổi và bắt đầu thánh vụ của ngài trên đất. Sự dạy dỗ thuộc thể tại nhà của chúng ta chuẩn bị chúng ta cho chức vụ thuộc linh ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Mặc dù cho đến khi tôi vượt biển thì mới thật sự gặp Chúa, nhưng mà cái vốn liếng học thuộc câu gốc, học thuộc Kinh Thánh, học thuộc mục lục của Kinh Thánh nó đã in hằng. Và những cái kinh nghiệm ở trong những thời giờ gia đình lễ bái với nội của tôi và các anh chị họ, thì nó để lại trong tôi một cái vốn liếng rất đặc biệt. Và tôi nhớ khi đến trại tị nạn Ga Lăng, lúc bây giờ thì trên đường đi về thuyền của chúng tôi, người ta nhét rất là nhiều người mà công an biên phòng đã nhúng tay vào, thì quá tải, cho nên người ta ném hành lý xuống biển. Trong đó có những cuốn kinh thánh, những cuốn thánh ca mà chúng tôi mang theo, và cuối cùng mất hết. Thì cả hội thánh lúc bây giờ chỉ còn có một cuốn kinh thánh, còn thánh ca thì không có. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái vốn liếng và cái kinh nghiệm mình đã học thuộc những bài thánh ca cho phép chúng tôi chép lại những bài thánh ca đó, rồi khi hoàn cầu khải tượng tặng cho hội thánh của Chúa một cái cây đàn guitar, thì tôi có thể ôm đàn để hướng dẫn hội thánh của Chúa hát ngợi khen. Ngợi khen Chúa vì những cái vốn liếng như vậy. Khi chúng ta được dạy dỗ, chúng ta được huấn luyện ngay từ lúc chúng ta còn thơ, thì nó đi cùng với chúng ta trong cái linh trình của chúng ta, với cái khải tượng mà Chúa ngài cho để có thể hướng dẫn hội thánh của Chúa. Thì cảm ơn Chúa, chính những sự trang bị học hỏi được huấn luyện từ lúc mình ở trong nhà đó, nó đem lại những cái phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Gương cầu nguyện, gương tin kính Chúa của ông bà cha mẹ cũng là một cái vốn liếng rất là quan trọng mà chúng ta có thể được trang bị từ trong nhà của chúng ta. Đối với đời sống tâm linh của anh chị em, thì những ngày chúng ta được trang bị khi chúng ta khăng khít với hội thánh,
chúng ta được dạy dỗ, được huấn luyện. Đến cái ngày chúng ta bước ra, chúng ta phục vụ, thì chúng ta sẽ thấy rằng cảm ơn Chúa vì mục sư, vì hội thánh của Chúa đã trang bị chúng ta cho những ngày chúng ta có thể đứng lên, chúng ta phục vụ một cách tốt đẹp. Trong tuần qua, thì cô Quách Thúy có nhắn tin cho chúng tôi, có một chị em không sinh hoạt với hội thánh của chúng ta lâu năm rồi. Bây giờ thì đã hưu hạ và đi về Việt Nam và phục vụ ở trong những cái bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện về ung bướu. Thì cô ở trong những giây phút đó mới thấy quý về những gì mình đã được trang bị, được huấn luyện ngay khi mình còn sinh hoạt với VBC Houston. Bây giờ đem ra sử dụng và thấy rằng nó rất là hiệu quả. Anh chị em, sự trang bị của ngày hôm nay của chúng ta, như của David, của Chúa Giê-xu, của Joseph, của chúng ta ở tại nhà của mình, là điều mà anh chị em đừng đi đường tắt, đừng bỏ qua. Chúa cho phép những buổi học Kinh Thánh và được huấn luyện như thế này là những cái vốn liếng rất quan trọng. Và tôi ước mơ tất cả các anh chị em trong VBC Houston cũng như các con cái của Chúa, chúng ta nhận biết điều này. Chúa ngài cho chúng ta được gặp mặt ở trong buổi học Kinh Thánh, buổi nhóm giữa tuần của VBC Houston là Chúa có mục đích. Những ngày của những bài học này, có những lúc chúng tôi chia sẻ với anh chị em những cái điều rất là căn bản. Nhưng mà nhớ đến hai cái ý chính ở tại đây. Đó là chúng tôi muốn huấn luyện anh chị em, con người đó, cái sứ giả đó, cần phải có một đời sống mạnh mẽ, kết quả phước hạnh ở trong ơn của Chúa, nếm trải được ơn của Ngài, trang bị sẵn sàng. Hầu cho khi chúng ta đi ra và chúng ta mở miệng ra, chúng ta rao giảng cái sứ điệp đó, thì người ta phải nhận được sứ giả trước. Và nếu người ta không nhận được sứ giả có một đời sống nghịch lại với lại sứ điệp của mình đó, thì chúng ta thấy rằng chức vụ của chúng ta sẽ không có kết quả. Cho nên những ngày này là những ngày của sự chuẩn bị. Đừng khinh thường những ngày của những sự nhỏ. Học, trang bị. Mà nhớ là chúng ta phải hiếu học. Thì rồi khi chúng ta cần phải đào lại cái giếng mà mình đã từng uống, khi mình phải đối diện với lại nhu cầu trước mắt, thì cái vốn liếng mà mình đã được trang bị, được huấn luyện, được đào tạo đó, nó sẽ giúp đỡ cho mình rất nhiều. Một hình ảnh mà các anh chị em ở trong VBC Houston cũng đã thường chia sẻ với chúng tôi. Khi có những cái ngày đi thăm gia đình ở xa, hay là ở trong một cái vị trí mà mình phải bắt buộc đứng lên để phục vụ đó, khi người ta biết là đến từ hội thánh VBC Houston với sự huấn luyện dạy dỗ của mục sư Huỳnh Quốc Khánh, thì anh em được mời để cầu nguyện, anh chị em được mời để làm chứng, anh chị em được mời để phục vụ. Thì ngay trong giây phút đó, nhiều anh chị em nhận biết được mình biết rất nhiều. Có ý tưởng mà chúng tôi thường chia sẻ, và trong kỳ hội đồng của Liên hội Ân Tứ vừa qua mà anh em nắm bắt được, đó là ở dưới cây cổ thụ thì mấy cái cây nhỏ nó không phát triển được. Nhưng mà khi đẩy ra khỏi ở dưới tàn cây cổ thụ đó, khi chúng tôi không có ở nhà, khi các anh chị em phải đối diện với những cái nhu cầu mà mình phải bắt tay vào để mình làm việc, lúc giờ anh em biết rằng mình đã được huấn luyện rất nhiều, mình đã được dạy dỗ một cách rất là bài bản, mình có thể đứng lên để mình có thể phục vụ một cách hiệu quả được. Đó là điều mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta có khái tượng cho các cái buổi nhóm và những cái buổi huấn luyện như thế này của chúng ta. Hôm nay học để ngày mai hướng dẫn lại cho người khác. Hôm nay học để ngày mai có thể bắt tay vào để phục vụ một cách tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Điều thứ nhì chúng ta thấy được ở trong cuộc đời của Joseph ở trong bài này, đó là khi ông bị bán làm nô lệ, ông bị các anh phản bội. Sáng thế ký 37 từ câu 18 đến 20 chúng ta thấy âm mưu giết Joseph của họ là một cái thách thức trực tiếp nghịch cùng Đức Chúa Trời đấng ban những giấc mơ này. Nhưng mà các anh của ông vì cái lòng ganh tị đó, thì họ đã làm một công điệp mà chúng ta thấy rằng là họ đặt mình vào trong chỗ họ chống lại với chương trình của Đức Chúa Trời. Đây là điều nguy hiểm vô cùng. Và chúng ta để in tại đây, xích một chút, họ đã thành công ở trong công việc giết đi cái khải tượng của Đức Chúa Trời muốn
cứu họ ở trong tương lai. Đây là điều mà chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Nhiều khi chính ở trong sự ganh tị, chúng ta giết chết tương lai của mình. Chúng ta có thể gặp những sự khó khăn lớn ở trong tương lai bởi vì sự ganh tị của chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta đã trực tiếp tấn công kế hoạch của Đức Chúa Trời. Như trong trường hợp của Joseph ở đây, Chúa đã định rằng ông một ngày sẽ cứu gia đình của mình. Nhưng mà các anh vì sự ganh tị đó, chúng ta thấy rằng họ đã thách thức một cách trực tiếp với chương trình của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của Joseph để cứu họ. Sau này, Joseph hiểu điều này cho nên ông đã nói với các anh, khi các anh run sợ và biết rằng cái đứa em mà mình đã hại nó đó, đã bán nó làm nô lệ đó, bây giờ nó là thủ tướng của nước Ai Cập. Thì Joseph đã trấn an các anh của mình bằng một cái sự nhận biết hết sức là phước hạnh. Các anh thì toan làm hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời toan làm ơn cho tôi. Nhìn thái độ đúng nhất, tốt nhất mà tôi khuyến khích chúng ta là những người con Chúa, chúng ta cần để ý đến tại đây. Đó là đừng ganh tị và khó chịu khi anh em của chúng ta được Chúa ban phước. Nhất là những người lãnh đạo của mình. Và chính sự ban phước của Chúa trên cuộc đời của họ là để giúp đỡ cho tương lai của chúng ta. Điều này dễ hiểu khi chúng ta nghĩ như thế này. Nếu một sư lãnh đạo của mình mà được Chúa Ngài ban phước và ban ơn một cách đặc biệt, thì điều này có nghĩa là mình sẽ được giúp đỡ một cách đặc biệt. Mình được dạy dỗ, mình được huấn luyện, mình được ơn của Chúa thể hiện qua chức vụ của người của Đức Chúa Trời mà Chúa đặt ở trong đời sống của mình. Thì tương lai của mình sẽ là tốt hơn rất nhiều. Hãy nhận biết điều đó để chúng ta không ganh tị. Các anh em của mình cũng vậy. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta vui với những gì mà Đức Chúa Trời ban phước cho anh em của chúng ta. Bởi vì khi Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho một người, thì Ngài có ý định là người đó sẽ làm nguồn phước cho muôn người. Đây là một thứ nguyên tắc thuộc linh rất quan trọng mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhớ. Ở Sáng Thế Ký chương 37 câu 21-28 chúng ta thấy tại đây họ đã bán Joseph làm nô lệ với cái giá là 20 miếng bạc, bán cho những người lái buôn của Madian. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này cũng bị phản bội và bán với 30 đồng bạc. Một hình ảnh phản bội mà chúng ta thấy rằng đau đớn nhất. Nhưng mà Joseph, ông, tôi tin rằng vì ông đã thấy các cái bó lúa của các anh của mình sắp xuống ở trước cái bó lúa của mình đứng thẳng lên, ông có thể vượt qua được những giây phút đó. Ông đã thấy được cái ngôi sao của mình, mà cả mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao kia cũng phải cúi xuống ở trước ngôi sao của mình, mà ông có thể trải qua được. Rồi chúng ta thấy một cái lẽ thật khác rất quan trọng mà càng sống ở trong chức vụ càng thấy những cái đổ vỡ ở trong đời sống của nhiều người. Mấy cái lẽ thật mà tôi sắp sửa trình bày với anh chị em, chúng ta cần để ý đến. Đó là bây giờ Gia-cốp bị các con của mình lừa dối mình. Gia-cốp đã sản sinh ra chính ông trong đời sống của các con trai của ông. Chúng ta nhớ Gia-cốp là một cái người cũng rất là mưu mẹo. Thì các con của ông bây giờ là cái kết quả mà ông đã dựng nên chúng nó, cả con thuộc linh lẫn con thuộc thể đó anh chị em. Chính đời sống của chúng ta có thể tạo nên chính mình trong các con. Các con trai của Gia-cốp đã lập mưu để qua mặt Gia-cốp. Tôi nhớ ông cũng đã cùng với mẹ lập mưu để qua mặt Isaac là cha của ông trong việc quấn da của thú, nấu cái bữa cơm, bữa thịt rừng mà thật ra là thịt của con chiên ở trong nhà, đem đến để Isaac ăn, và ông cướp cái lời chúc phước của cha khỏi anh của ông. Thì bây giờ các con trai của ông chúng ta thấy ở đây họ cũng đã lừa dối ông.
Họ lấy áo nhiều màu của Joseph. Họ giết một con thú rồi nhúng máu nó vào. Nhúng cái áo vào trong máu của con thú đó. Và đem cái áo về như là một cái tăng chứng rằng con trai mà cha yêu thương đó, nó đã bị thú xé xác chết. Đây là nguyên lẽ thật mà chúng ta cần nhớ. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt lấy giống này. Chúng ta gieo sự giả dối, chúng ta sẽ gặt sự giả dối. Chúng ta gieo sự lừa dối, chúng ta sẽ gặt sự lừa dối. Cái điều nguy hiểm là chúng ta có thể tạo nên chính mình ở trong con cái thuộc linh cũng như thuộc thể của mình. Điều này nhắc chúng ta một điều hết sức là quan trọng. Chúng ta phải gieo những hạt giống tốt ở trong đời sống của con cái của mình, thuộc linh cũng như thuộc thể. Ở trong câu 36 thì chúng ta thấy sáng thế ký 37 câu 36, Joseph bị bán cho Potiphar, một quan chức cao cấp của Pharaoh. Joseph bị bán làm nô lệ. Mà chúng ta để ý, Kinh Thánh không ghi lại ông có một lời phàn nàn nào, trách Chúa, trách Đức Chúa Trời, hay là trách cái hoàn cảnh của mình. Và điều rất quan trọng mà tôi đã xây dựng phía trước với anh chị em, bởi vì ông đã nắm được khải tượng mà Chúa ngài đã cho ông thấy hai lần. Cứ đôi người làm chứng việc được kiên lập. Ông biết rằng tương lai của ông, rồi một ngày ông sẽ ở trong vị trí mà các anh của ông khi gặp ông phải cúi xuống trước ông. Cho nên ông đã vững vàng vượt qua được khi mình bị bán làm nô lệ. Nếu chúng ta xem những cuốn phim tài liệu, chúng ta thấy những người bị bán làm nô lệ. Một cái bức ảnh chúng ta thấy rất là nhục nhã. Họ cởi trần những người này để cho thấy rằng cái tên nô lệ này có sức lực, khỏe mạnh, có cơ bắp, xứng đáng với giá tiền mà người ta trả ra để mua về để có thể phục vụ trong gia đình của mình. Chắc trong thời của Joseph, chúng ta thấy rằng cũng không phải là khác hơn. Ông có thể đã bị lột trần đứng ở giữa chợ. Ở Potiphar, ông đi ra, có thể đi vòng quanh kiểm soát cái tên nô lệ tương lai mà mình sẽ bỏ tiền ra để mua, đem về để làm người giúp việc ở trong nhà của mình. Trong giây phút đó, Joseph vẫn đứng vững vì những điều ông đang thấy trước mắt không phải là những điều ông đã thấy trong khải tượng, trong giấc mơ. Anh chị em, đây là điều rất quan trọng để chúng ta có thể đứng vững trước những bão tố, những thách thức ở trong đời sống của chúng ta. Phải có khải tượng, phải thấy được tương lai của mình ở trong Chúa để mình có thể đứng vững trong ơn của Chúa. Bây giờ chúng ta trở lại với cái việc tái sản sinh chính chúng ta. Chúng ta nhớ ông Gia-cốp vẫn phải chịu hậu quả từ những cách lừa dối của mình, bây giờ được bày tỏ qua các con trai của ông. Cái lẽ thật là chúng ta sản sinh chính mình trong đời sống thuộc thể cũng như thuộc linh của con cái của chúng ta đó, là điều mà chúng ta cần để ý. Và đây là lời khuyên của tôi. Cuộc sống của chúng ta không phải tất cả đều là những người chúng ta tin Chúa từ nhỏ. Có những người mới tin Chúa sau này. Và chúng ta tin Chúa trong cái giai đoạn chúng ta đã có tuổi. Có nghĩa là những ngày trước khi chúng ta tin Chúa. Bởi vì tội nhân thì công việc là phạm tội. Thì chúng ta đã gieo nhiều cái hạt giống xấu vào ở trong đời sống của con cái của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta trước sau gì cũng phải gặt. Nhưng mà có một điều có thể giảm bớt đi cái mùa thu hoạch mà chúng ta phải đối diện. Đó là ngay trong lúc này, chúng ta hãy gieo những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể gieo được vào đời sống của con cái của chúng ta. Hầu cho cái mùa thu hoạch kế tiếp của chúng ta có thể thu hoạch được những điều tốt. Có muộn đó nhưng mà không quá muộn. Vì Chúa ngài có thể giúp đỡ cho chúng ta. Và trong nhiều trường hợp, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta có một đời sống thay đổi và chúng ta bắt đầu gieo những hạt giống tốt vào ở trong con cái, ở trong gia đình của mình, trong gia tộc của mình. Thì Đức Chúa Trời bởi ơn của ngài, bởi quyết cứu chuộc của Đức Giêsu, ngài có thể giúp để chúng ta có thể thu hoạch một mùa thu hoạch rất tốt. Vì bởi ân điển của Chúa, ngài ban cho chúng ta
không phải gặt những điều chúng ta đáng phải gặt, nhưng chúng ta gặt được những điều phước hạnh bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu đã làm xong cho chúng ta. Nhưng mà phần của chúng ta anh chị em không thể thiếu được. Chúng ta phải bắt đầu gieo những cái hạt giống tốt. Khi chúng ta nhớ nguyên tắc nhân quả, nhớ đến cái nguyên tắc cái nhân nó sẽ gặt đến cái quả. Hôm nay chúng ta gieo cái gì, ngày mai chúng ta sẽ gặt lấy cái đó. Chúng ta cũng sẽ gặt tùy theo cái tỷ lệ chúng ta gieo. Chúng ta gieo một thúng lúa thì chúng ta sẽ thu hoạch xứng đáng với lại cái thúng lúa giống đó. Chúng ta gieo hôm nay, ngày mai chúng ta mới gặt. Chúng ta không quyết định được cái mùa thu hoạch của những gì chúng ta gieo của năm trước, mà chúng ta có thể quyết định được những gì chúng ta thu hoạch cho năm tới khi chúng ta bắt đầu gieo những hạt giống tốt chuẩn bị cho mùa thu hoạch năm tới của chúng ta. Và đây là những nguyên tắc rất là quan trọng. Xin Chúa giúp để chúng ta bằng mọi giá gieo những hạt giống tốt vào trong con cái của mình. Trách nhiệm của chúng ta rất quan trọng. Hỡi những người cha, tôi nhấn mạnh điều này rất nhiều, và có thể các bạn, các anh em đôi khi cũng bực mình. Nhưng vì thương anh em, vì thương con cái của anh em, cho nên chúng tôi khuyến khích đừng bỏ lỡ cơ hội. Hãy gieo những điều tốt vào con cái của chúng ta. Vì nhớ nguyên tắc Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Chúng ta gieo cái gì chúng ta sẽ gặt cái đó. Chúng ta gieo một cái đời sống đi theo Chúa gọi là tà tà của mình đó, thì chúng ta sẽ gặt lấy một cái kết quả, đó là các con của chúng ta nó cũng sẽ theo Chúa tà tà, bởi vì nó không thể nào làm gì khác hơn được là gặt lấy cái giống mà chúng ta đã gieo vào trong cuộc đời của nó. Chúng ta làm gương cho con trong cuộc đời tin kính Chúa, trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, trong việc học hỏi lời của Chúa, trong sự cầu nguyện, và nhất là trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta nhớ có những cặp mắt ở trong nhà của chúng ta đang quan sát, có những tấm lòng đang nhận những hạt giống mà chúng ta gieo vào mỗi ngày. Chúng ta không thể nào gieo những cái giống xấu rồi chúng ta đòi hỏi mình sẽ có một cái mùa thu hoạch cho những điều tốt được. Hãy bắt đầu gieo ngay bây giờ, để những gì mùa gặt xấu sẽ giảm đi và mùa gặt tốt sẽ gia tăng trong đời sống của chúng ta. Một điều khác nữa mà chúng ta có thể rút tỉa được: Gia-cốp chịu khổ trong tâm trí của mình suốt 22 năm vì sự dối trá của các con của mình. Ông cứ đinh ninh và đau khổ vì nghĩ rằng Joseph đã bị thú xé xác chết rồi. Mà không ngờ là con của mình ở trong sự sắp đặt thần hữu của Đức Chúa Trời đã được bảo vệ, được ơn trước mặt Chúa đến độ những gì mà Potiphar giao ở trong tay của Joseph thì ông đều làm một cách kết quả thành công. Và Đức Chúa Trời vì Joseph đã ban phước cho Potiphar. Rồi khi vợ của Potiphar đã chụp mũ Joseph và ông bị bỏ tù, vào trong tù ông cũng được ơn trước mặt của những người cai tù. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời trong ơn của Ngài đã dẫn dắt để con trai của ông đã lên làm thủ tướng của đế quốc Ai Cập. Nhưng mà trong tâm trí của ông thì ông đau đớn vì ông có thể tưởng tượng rằng con của ông đã bị thú nó xé xác chết lâu rồi. Đáp ứng về lẽ thật thuộc linh, chúng ta cần nhớ điều này. Có những điều mà nếu chúng ta không biết sự thật của vấn đề, chúng ta sẽ đau khổ một cách vô lý. Những điều chúng ta cảm nhận được rất thật nhưng mà nó không phải là sự thật. Trong sự hợp vị Chúa, chúng tôi thấy có những người hoặc là họ cố tình, hoặc là họ là nạn nhân bị lôi cuốn vào ở trong một cái cơn lốc của những người họ có thể nổi dậy và chống đối chức vụ của chúng tôi hay là hội thánh của Chúa. Và bà là nạn nhân, chúng ta thấy rằng ở trong tâm trí của họ, họ đã sống với những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó không phải là sự thật.
Nhưng mà vì người ta nói và mình không có một cái sự suy nghĩ chín chắn, mình đã nhận những cái hạt giống xấu mà người ta gieo vào trong đời sống của mình. Tôi cầu nguyện rằng Chúa ngày sẽ giúp đỡ để chúng ta bình tâm. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể đắc thắng cái trí tưởng tượng của mình. Và chúng ta sống với lẽ thật. Chúng ta không sống bởi những lời đàm tiếu của những người xung quanh. Tôi biết có những người sau một thời gian bỏ Hội Thánh đi và trở về ăn năn và xin chúng tôi tha thứ cho, vì đã đi ra và trong lúc đi ra thì nói rất tệ đối với chức vụ chúng tôi và Hội Thánh. Bây giờ họ phải gặt những cái hậu quả, cái mùa gặt của những hạt giống xấu mà họ đã gieo trong những ngày đó. Vẫn gặp trở ngại trong vấn đề giúp đỡ để con cái của mình yêu mến Hội Thánh, yêu mến Chúa, yêu mến chức vụ của mục sư của mình. Xin Chúa giúp để chúng ta là những người sống ở trong ân phước của Chúa, nhất là chúng ta kinh nghiệm được sự vận hành của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có một cái ơn phân biệt các thật. Xin Chúa giúp để chúng ta phân biệt được đâu là tà linh, đâu là nhân linh, và đâu là thánh linh của Chúa. Để chúng ta có thể đánh hơi, chúng ta có thể nhận biết đó là việc của tà linh, đó là việc của linh của con người, nhân linh, xác thịt nó có thể nổi lên. Để chúng ta không bị lôi cuốn vào những cái cơn lốc mà có một bàn tay ở phía sau lũng đoạn để có thể ngăn chặn khải tượng của Chúa cho Hội Thánh, cho đời sống của người hầu vị Chúa, của lãnh đạo. Để nó khiến cho cả hội chúng của Chúa có thể mất ơn, mất phước của Chúa. Thì chúng ta không bị lôi cuốn vào trong kế hoạch cũng như chương trình của Satan. Để rồi cuối cùng chính mình phải trả và thu hoạch trên cuộc đời của con cái của mình. Như ông Gia-cốp ở đây chúng ta thấy, ông từng lập mưu để cướp cái lời chúc phước từ nơi cha của mình. Rồi phải xa gia đình bỏ chạy. Cho đến khi mẹ của ông qua đời rồi, ông mới có thể trở về. Và luôn 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 nơm nớp lo sợ vì anh của mình là Ý-sao. Đó là một cái giá mà chúng ta trả một cách rất là khó khăn. Như gia cốp ở tại đây đã phải trả. Bây giờ chúng ta rút tỉa một số bài học then chốt của phần này về cuộc đời của Joseph. Thứ nhất, chúng ta nhận lời hứa và khải tượng từ Chúa thì chưa đủ. Ngài cũng sẽ đưa chúng ta đi đến với những thời gian chuẩn bị và thử nghiệm. Khó. Nhưng mà trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta đều thấy điều này. Có cái thời gian chuẩn bị và sự thử nghiệm. Cái công tác càng cao, cái địa vị càng cao chừng nào thì cái sự chuẩn bị và cái trường chuẩn bị đó nó phải có một cái tiêu chuẩn khác hơn với những người tầm thường. Khi người ta chuẩn bị nuôi dưỡng, đào tạo một người để sẽ lên ngôi làm vua tương lai, cái tiêu chuẩn nó sẽ khác hơn với lại cái tiêu chuẩn của việc chuẩn bị cho một cái người làm một cái công tác bình thường nào đó. Có cái thời gian của sự chuẩn bị. Sự phản bội và chịu khổ là một phần trong quá trình chuẩn bị của chúng ta. Bởi vì mục đích của Đức Chúa Trời là chúng ta được biết đấng Christ và trong sự thông công thương khó của Ngài. Chúa Giêsu Christ đã trải qua những giờ phút rất đau đớn. Thật ra Chúa Cha cũng trải qua. Chúng ta nhớ Đức Chúa Cha bị Lucifer phản bội. Một tạo vật mà Chúa rất yêu thương. Chúa trang bị cho nó toàn là những cái ngọc quý để trang sức cho nó. Tiếng nói của Lucifer là những cái tiếng nhạc của những đàn phong cầm. Một ngày, ý tưởng băng hoài đã nổi lên ở trong lòng của Lucifer, nó phản bội Đức Chúa Trời và Chúa phải đuổi nó ra. Chúa Giêsu đối diện với Judas Iscariot, một người mà Chúa tin cậy, giao cái túi tiền của đoàn truyền giáo để Judas Iscariot quản lý tiền, là một cái công việc mà chúng ta thấy rằng rất là gần, và tôi tin rằng Chúa tin cậy Judas lắm. Mà chính cái sự phản bội của
Judas Iscariot cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã trải qua cái thời kỳ của giây phút rất là đau đớn. Đến nỗi Chúa phải thốt lên khi thấy cái phương cách của Judas Iscariot để đánh dấu ai là người phải bị bắt cho lính của đền thờ. Vì trong đêm tối họ không biết ai với ai, chỉ trừ trường hợp người trong cuộc, người môn đồ mới biết ai là Chúa Giêsu. Thì Judas Iscariot đã đánh dấu Ngài bằng cách rằng ai mà nó hôn thì chính là Đức Chúa Giêsu. Chúa phải hỏi: ngươi lấy cái hôn mà phản con người sao? Một cái sự phản bội của những người rất là thân cận khiến cho Chúa phải rất là đau đớn. Cũng một thời ấy chúng ta phải biết sự phản bội bởi những người gần chúng ta nhất. Đây là bài học mà chúng ta ước gì mình không phải học. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta, thế nào cũng có một Judas Iscariot, một Lucifer phản bội. Có lần khi chúng tôi đối diện với một cái sự phản bội mà nhà của tôi trong cái giai đoạn đó mất 7 pound. Vì mình càng thương chừng nào thì cái đau đớn nó càng lớn chừng đó. Tuy nhiên, giống như Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta phải đối diện với sự phản bội bằng một thái độ tốt. Đây là chỗ mà cá nhân tôi phải chiến đấu nhiều lắm anh chị em, đó là giữ tấm lòng của mình đừng để nó trở nên cay đắng. Mặc dù đau lắm, nhưng mà học theo gương của Chúa Giêsu, vì cái niềm vui đặt ở trước mặt mình mà Chúa Giêsu khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá. Sỉ nhục là nó đã nhục rồi mà Chúa còn khinh cái điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá vì cái niềm vui đặt ở trước mặt mình. Nếu không vì khải tượng mà Chúa nghe cho thấy, nếu không vì cái sự bày tỏ của Chúa khi tôi ở tại trường Kinh Thánh cầu nguyện với Chúa rằng là: Chúa, tương lai của con sẽ hầu về Chúa như thế nào, thì Chúa cho như trong sự hiện thấy hội thánh của chúng ta. Điều đó giúp cho tôi khi những cái sự khó khăn trước mắt, bão tố, những cơn lốc xảy ra, thì nhớ đến đây không phải là cái bức ảnh của những gì mình đã thấy, thì biết rằng nó sẽ qua. Nó chỉ là những chuyện tạm thời. Cái sự khó khăn này nó chỉ là cái chuyện tạm chịu. Nhưng mà sự vinh quang sau đó sẽ là phước hạnh vô cùng. Điều đó giúp đỡ cho chúng tôi tấn tới trong ơn của Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có nhiều người bị tổn thương, và điều này dẫn đến thù hận và phản bội nhau. Nhưng cảm ơn Chúa, nếu chúng ta là anh em thật và những cơ đốc nhân thật ở trong Chúa, thì chúng ta sẽ không phản bội nhau hoặc là chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà thì ở chương 24 câu số 13, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vượt qua nỗi đau của bị phản bội và tha thứ những ai phản bội chúng ta nếu chúng ta muốn tiếp tục bước tới. Như tối hôm qua tôi chia sẻ, có những ngày thứ hai mà tôi muốn ngồi xuống để viết thư xin từ chức đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa, Chúa dẫn chúng ta đi qua. Rồi những ngày tháng 20 năm rồi trải qua, Chúa cho hội thánh của Chúa chúng ta bước đi ở trong phước hạnh của Chúa. Khi anh em càng giảm thiểu sống trong xác thịt chừng nào, thì chúng ta thấy rằng chúng ta dễ dàng để sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh chừng đó. Và Đức Thánh Linh dùng dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài để Ngài có thể cột chặt chúng ta lại với nhau ở trong ơn của Chúa. Để rồi chúng ta số đông sẽ mang lấy gánh nặng của những cái gánh nặng còn lại ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta có thể cầu thay, chúng ta có thể giúp đỡ, để rồi mỗi ngày thân thể của Chúa, nàng dâu của Chúa được Chúa Thánh Linh nhà trang điểm để sẵn sàng hơn cho sự trở lại tiếp rước của Chúa. Và chúng ta sẽ học tới ở trong các môn học kế tiếp mà tôi tin rằng chúng ta cần phải được chuẩn bị. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, nếu chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời với tấm lòng tốt, và người hãm hại, phản bội, bắt bớ, kiện cáo chúng ta, thì họ thật sự đang giúp chúng ta trở nên gần hơn với Đức Chúa Trời và với mục đích của Ngài dành cho chúng ta. Hồi trước khi tôi nghe điều này tôi không hiểu. Cho đến khi mình trải qua rồi, rồi nhiều khi cả một thập niên sau nhìn lại, mình mới thấy là nếu mình có cái thái độ đúng, thì chính những cái điều mà người ta tấn công, người ta chụp mũ đó, nó là những cái vật lộn của chúng ta.
rồi Chúa ngài có thể ban phước. Tôi nhớ khi một vị mục sư ở trong thành phố này đến và không biết họ báo cáo điều gì với đài truyền hình lúc bây giờ. Chúng ta có một chương trình truyền hình, có lẽ là một chương trình truyền hình của người Việt Nam ở tại hải ngoại này, đầu tiên có ở trong một cái làn sóng mà sau này được đổi tên là Daystar. Và báo cáo như thế nào đó thì đài họ mới nói rằng chúng tôi đổi cái chương trình của ông đặt ở phía sau chương trình của vị mục sư này để ông có thể hưởng được cái khán giả của ông mục sư đầy ơn này, để ông có thể chương trình của ông được nhiều người xem hơn. Và thứ hai, nó nói rằng là cái ngày mà họ nói rằng chúng tôi sẽ chấm dứt cái chương trình Tiếng Nói Tình Thương của ông, bởi vì chúng tôi được vị mục sư đó cho biết là ông giảng mà không có kêu gọi người ta tin Chúa. Và ông không có nói tiếng lạ. Anh chị em tôi về trong những ngày đó nằm sát ở trên sàn nhà, giờ này sang giờ khác, khóc với Đức Chúa Trời. Và trong cái sự vật lộn đó với Chúa, với hoàn cảnh của mình, với một cái sự tấn công, với một cái nỗi buồn là một cái kết quả đầu đời của chức vụ của mình được dường như Chúa ngài mở cửa để mình có thể bước ra ngoài cái giới hạn của một hội thánh của người tị nạn, hội thánh của người Việt Nam, để chúng ta có thể tiến lên và chúng ta có thời giờ để rao giảng lời của Chúa trên làn sóng truyền hình ở tại nước Mỹ này. Cảm ơn Chúa trong những ngày vật lộn đó. Chúa cho có những lúc khổ, chạy thuốc ra ngoài công viên, la hét khóc lóc với Đức Chúa Trời và xin Chúa ngài đổ ơn xuống và xin Chúa ngài hậu thuẫn. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay nhìn lại, cảm ơn Chúa vì sự chụp mũ, bắt bớ, phản bội đó. Và tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa về lẽ thật của những điều chúng ta học được từ nơi cuộc đời của Joseph. Xin Chúa ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta nhận biết trước khi Chúa ngài có thể sử dụng chúng ta. Để chúng ta thấy trước khi David được lên ngôi làm vua Israel, vì sự ganh tị mà Saul muốn tìm giết ông phải sống ở trong hang đá, có lúc phải giả điên để nước bọt của mình chảy xuống râu của mình. Có những lúc ông phải trốn tránh, sống ở trong hang đá, sống ở trong những ngày mà mạng sống của mình bị đe dọa. Nhưng mà cái cách ông đối xử chúng ta thấy rất là đẹp. Khi ông có cái cơ hội gần Saul đủ để có thể cắt được cái vạt áo, nhưng mà không dùng cái dao để cắt cái vạt áo của Saul đó mà kết liễu cuộc đời của Saul. Ông đặt mình vào trong kế hoạch trui luyện của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà ông được kể là người Đức Chúa Trời hài lòng. Trước khi Đức Chúa Giêsu ngài thi hành thánh vụ của ngài, Đức Thánh Linh dẫn dắt ngài đi vào ở trong đồng vắng để chịu sự cám dỗ của Satan. Rồi trong chức vụ ngài cũng có một Judas Iscariot là nặng nhất. Và tôi tin rằng một cái đau đớn không phải nhỏ là khi một người môn đồ thân cận nhất mà Chúa quyết định làm môn đồ mục sứ đầu trưởng cho Chúa và hội thánh của ngài là Phi-e-rơ, khi ông chối Chúa đến 3 lần. Thầy của chúng ta đã trải qua, những người đi trước đã trải qua, Joseph đã trải qua, David đã trải qua. Thì xin Chúa cho chúng ta cũng nhận biết để khi chúng ta trải qua chúng ta không ngã lòng, nhưng mà học theo nguyên tắc của Joseph. Những gì chúng ta thấy ngay trước mắt nếu nó không giống như những điều chúng ta đã được Chúa cho thấy, thì chúng ta biết rằng những điều này rồi nó sẽ qua đi. Và chúng ta có một Đức Chúa Trời vẫn toàn quyền tẩy trị. Những gì ngài đã mặc khải, chương trình của ngài là ban chúng ta bình an chứ không phải giáng tai họa. Để chúng ta có một tương lai và có một hy vọng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta được khích lệ, được trang bị qua một cái bài học rất khó mà Joseph đối diện. Nhưng từ đó chúng ta thấy có rất nhiều phước hạnh được tuôn chảy ra từ nơi cái kinh nghiệm đau thương của Joseph, để chúng ta được phước. Và cuộc đời của ông đã được nghiên cứu, học hỏi, trải qua các thế hệ. Xin Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta cùng này. Cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em. Cho dấu chúng con đến trước mặt ngài trong thời gian này. Dâng hết thảy anh chị em chúng con, các mục sư,
con cái của Chúa, khi chúng con bước đi với Ngài, tập tành hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cho chúng con có khải tượng. Xin Chúa giúp để khải tượng của Chúa cho cuộc đời của chúng con sẽ giúp chúng con đứng vững trước những thách thức, những cám dỗ và nhất là trước sự phản bội. Để chúng con có thể đứng vững trong ơn của Ngài, vì chúng con biết những điều chúng con thấy, nếu nó không đúng với những điều Chúa Ngài đã cho chúng con thấy trong khải tượng, thì chúng con biết rằng những điều chúng con đối diện là tạm thời. Và những gì Chúa Ngài bày tỏ mới là chuyện đời đời. Để chúng con vững tin, giữ tấm lòng của mình được trong sạch trước mặt Chúa. Và chúng con không cay đắng, chúng con không mất ơn của Chúa, nhưng được Chúa Ngài truy luyện và sử dụng chúng con cho những chỗ, những vị trí cao hơn, để chúng con tiếp tục bước những bước cao hơn trong cuộc đời của mình. Xin chữa lành những vết thương lòng cho anh chị em của chúng con, cho các đầy tớ của Chúa. Để bởi sự lành lặn rịch lòng mà Chúa Ngài đã rịch cho chúng con được lành, để chúng con có thể tiếp tục làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con tạ ơn Chúa. Để chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa, để chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Ngài. Chúa sử dụng chúng ta để cứu gia tộc của chúng ta, dân tộc của chúng ta, ở trong ơn của Chúa. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi học kế tiếp của chúng ta trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.